chào cả nhà trong video này shop sẽ giới thiệu một cái loại cốm mới ở bên shop ha đó là cốm mì hành ngò đậu phộng thì đây là một cái loại cốm là đặc sản từ làng cốm lâm làng cốm an ninh của tiền giang cái nhà thì cái nhà mình thấy đây là một cái viên cốm uh, mì hành ngò gừng đậu phộng nè thì ở trong một cái viên cốm này nè cả nhà thấy là nó sẽ có đậu phộng nè nó sẽ có ở đó có đậu phộng nè và nó sẽ làm từ những cái sợi mì và nó sẽ có thêm ngò và hành nữa cả nhà nên cái viên cốm này khi mà mình ăn á mình sẽ có cái mùi của của cái rau hành và rau ngò rất là thơm luôn nó hòa quyện với cái mùi đậu phộng thì rất là ngon luôn thì đây là một cái làng một cái cái cái, cái, cái loại cốm rất là ngon từ làng cốm an ninh của tiền giang ha thì hiện giờ là shop vừa lên cái hàng mới về cái loại cốm này thì shop rất là mong nhận được đơn hàng của cái nhà mình về cái loại cốm mì hành ngò đậu phộng ha cảm ơn cả nhà